chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thư jewelry, nơi duy nhất bán vàng bốn số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Ev Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm không chín Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319, princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District Đừng để buổi sáng trôi qua mà thiếu một ly ice coffee thơm ngon. Bất cứ cỡ nào cũng chỉ 99 xu tại McDonald's. Phải ghé trước 11 giờ sáng tại tiệm McDonald's có tham gia. vâng tiếp tục với phần 3 của chương trình Cà phê sáng của Sài Gòn TV. À, thưa quý vị, trước phần quảng cáo thì Ngọc Lan đang nói về một cái vụ án mạng giết người xảy ra ở tại một cái county gọi là Montgomery ở Pennsylvania. À, thì khi mà như đã nói lúc mà khoảng một tuần lễ hơn một tuần lễ, người con trai không có liên lạc được với bố mẹ của mình á, cho nên đã đến nhà người em gái để mà hỏi xem coi bố mẹ đâu thì chỉ nói rằng là ông chỉ thấy cái một cái hiện tượng nó bất thường thôi thì kêu em mình gọi cảnh sát thì người em gái này nói rằng là để cô ta suy nghĩ một chút rồi khi mà người anh trai về mới gọi cảnh sát tới thì khi cảnh sát tới đó có hỏi cái cô này hỏi người con gái này là 43 tuổi variety pack hỏi là bố mẹ của cô đâu thì nói là cô này trả lời sao chết hết rồi Ờ, thì khi mà cảnh sát vô thì quả thật như đã nói là tìm thấy ở trên giường có một cái xác quấn lại nhưng mà cái điều kinh khủng á ừ. là cái xác nó nó không có nguyên tức là họ không có xác định lúc đó là là ông bố hay là bà mẹ là bởi vì á ở gần cạnh cái giường đó có một cái cưa máy tức cảnh sát mô tả rằng là cái ông mà tránh biện lý đó trả lời báo chí á, là lúc đó là những cái xác đang bị đang bị cưa rồi tức là vừa và dục vào bước vào trong hai cái thùng rác ở đó cảnh sát phải bắt đầu giống như là phải tìm coi cái xác nào là cái xác nào à, họ đoán rằng là cái vụ này à, hai cái xác này bị bị giết á, người con gái khai là rồi qua những cái vết thương thấy rằng là bị bắn trước bị bắn vào đầu trước khi mà bị cưa xác à, bây giờ thì chưa biết cái uh, lý do vì sao mà hai ông bố bà mẹ này lại bị đứa con gái của mình giết chết à, cô này thì đang bị giam không có cho đóng tiền à, tại ngoại nhưng mà người con trai với lại cảnh sát điều tra đó nghĩ rằng là họ bị giết vào khoảng ngày 7 tháng giêng lý do là báo mà được gửi tới nhà đó là sau ngày đó không có còn được mở ra để đọc nữa và cũng là ngày 7 tháng giêng là cái ngày mà người con trai nói là ngày cuối cùng anh gọi được cho mẹ của anh thì bây giờ đang xem coi cái điều tra cái lý do là như thế nào nhưng mà chúng ta thấy trong thời gian qua như vậy nhiều cái vụ mà con cái giết chết bố mẹ như thế nghe nó rùng rợn quá đúng rồi mà ờ. là còn cưa cái xác ra nữa những người này ngọc lan nghĩ họ đều có bị cái yếu tố bị tâm thần ở trong đó nữa đó à, có cái bản tin liên quan tới à, vui chơi ngày tết thôi với quý vị à, dĩ nhiên là khi mà gặp nhau đó thì phải cộng ly phải gọi là không say không về hả ngọc lan không à, đó là gặp nhau là ly ly rượu dù đó là rượu cô nhắc hay là whisky rượu đế hay là à, bia gì đó thì gặp nhau thì phải cũng cụm ly rồi trong lúc mà ngồi ăn uống thì cũng nói ra nói vào và này kia đó thì trong những ngày vừa qua có nhiều cái tin đó, nó về cái cái mức độ hạn chế uống bia rượu như thế nào để cho sức khỏe của mình nó tốt à, nói về Việt Nam thì trong các nước Đông Nam Á Việt Nam là nước đứng thứ nhì trên toàn vùng Đông Nam Á là số ảnh hưởng của những người uống bia rượu nó càng ngày càng nhiều cứ mỗi năm nó tăng lên cứ gấp mấy lần hiện tại đó thì ở Việt Nam bây giờ đang đứng thứ nhì nha. Nhưng mà có một cái bản tin à, thấy là ở bên Canada đó, cái các cái hiệp hội nghiên cứu về rượu bia và chất gây nghiện, họ cho biết rằng là vào năm 2011, 2011 tức là cách đây 12 năm, thì họ nghiên cứu và họ nói rằng là nam giới một tuần được uống vào khoảng 15 ly bia thì sức khỏe vẫn ok, nữ thì 10, tức là 10 và 15. Nhưng cái bản báo cáo mới đây cho thấy là nam giới hoặc nữ giới thì chỉ nên uống 2 ly một tuần thôi. Hồi trước là 10 ly một tuần, bây giờ giảm xuống còn có 2 ly một tuần đó. À, thế nhưng cái bản báo cáo cũng cho thấy là 80% người lớn tuổi ở Canada đều thích nhậu. <laughs> Đó, và họ uống uh, ghê lắm đó <laughs> mà bia với rượu mà quý vị thấy ở những cái nước đó mà sản xuất ra bia nhiều quá thí dụ như là ở nước Đức đi thì với những cái lễ hội uống bia Oktoberfest này kia đó thì rất là nhiều người uống bia uống rượu bây giờ nếu mà nói như vậy đó thì uống bao nhiêu thì đủ ở bên uh, một vài những cái nước như là New Zealand nè à, thì uh, họ nói rằng là tránh xa bia rượu càng nhiều càng tốt À, cho sức khỏe của mình chứ cứ uống bia uống rượu vô thì nó hệ lụy nó có nhiều cái mà nó làm cho chúng ta à, à, cuộc sống của mình nè dụ nó căng thẳng cũng có nè chứ, chứ không phải là nó có nhiều người nó uống đi uống xả stress rồi này kia hay là giảm căng thẳng không uống xong nó còn căng thẳng sáng mai ra ngủ dậy đó thì nhiều khi nó còn nhức đầu cả ngày hôm sau nữa chứ phải không mà không làm việc gì được hết đó rồi uống bia rượu là cái ung cái tỷ lệ về ung thư uh, uh, ruột già cũng như là ung thư uh, uh, một vài cái chứng bệnh về ung thư đó nó cũng gọi là nghiêm trọng nữa cho nên Mỹ đó thì họ họ nói rằng là nam giới và nữ giới thì trung bình nha cứ hai ly một ngày là là ok đó nhiều nước phương tây như là Pháp Pháp thì cho uống tới 10 10 ly một tuần. 10 tức là cũng cũng một ngày cũng khoảng 1 ly 2 ly thôi. Đó chứ đừng có mà uống nhiều quá. Việt Nam thì uống tới bến luôn. Cái suất này là 1 2 3 vô. Tới bến luôn. Nó à, là 2 ly, ly một ngày, 2 ly một ngày. 2 ly một ngày. Ok. Ngọc Lan là ờ uh, 2 ly 50 năm rồi. <laughs> chưa biết hết chưa <laughs> um, Thưa quý vị à, Lại cũng một cái tin Nó không có vui nữa Nhưng mà trong một cái phần Mình nói về những cái tin Nó nó không vui Mình cứ nói cho hết um, Cảnh sát Nhưng mà tin này liên quan người Việt Nhưng mà là ở Canada à, Cảnh sát ở Canada Hôm à, thứ năm vừa rồi đó Họ lại một lần nữa Đưa ra một cái phần thưởng Trị giá là 50.000 đô Canada Để cho ai chỉ ra được để cảnh sát có thể bắt giữ được người Một người đàn ông gốc Việt Tên là Nguyễn Tấn Phương à, Nguyễn Tấn Phương Hay là còn có cái tên Mỹ là Mike Nguyễn à, Cảnh sát nói rằng đây là một nhân vật nguy hiểm Vì đã giết người Cho nên á, nếu mà ai mà nhìn thấy Người đàn ông này Thì đừng có tự động mà bắt Đừng có tự động mà ừ. bắt Mà phải gọi cảnh sát Bởi vì ông này có vũ khí nguy hiểm và là từng giết người. À, lý do mà cảnh sát kêu gọi cộng đồng à, lên tiếng để chỉ ra được à, bắt người này á, tên Nguyễn Tấn Phương hay là còn tên là Mike Nguyễn là lý do là người này đã giết hai người Việt Nam khác đó là cô Christy Nguyễn 25 tuổi và anh Quốc Trần 37 tuổi, ở cả hai người đó đều ở Toronto và cái vụ án này đã xảy ra là từ hồi tháng 9 của năm 2021. Nhưng đến bây giờ thì người ta xác định được hung thủ là ông này nhưng mà sau khi mà cái vụ giết người đó xảy ra vào tháng 9 đó thì người ta lần theo manh mối đó chỉ biết được là ông này trốn sang Mexico, bay sang Mexico rồi từ đó giống như người ta chưa có lùng ra được đến bây giờ là ông ở đâu hết um, cô Risty Nguyễn thì uh, lúc đó là đang học và cái ước mơ của cô là trở thành một luật sư mà một cái điều mà đau buồn cho gia đình đó là khi vụ án này xảy ra thì mấy ngày sau người ta chỉ tìm được xác của anh Quốc Trần thôi là trong một cái bãi rác ở gần cái khu vực mà họ cho là xảy ra án mạng nhưng cho đến tận bây giờ thì thi thì cái thi hài hay là xác của cô risty nguyễn cũng chưa được tìm thấy đó chính là lý do mà gia đình họ rất là đau đớn nói là bây giờ con tôi ở đâu họ chỉ bắt cảnh sát xác định được anh này là hung thủ là bởi vì họ đã bắt được một người gọi là trợ giúp cho ông này trong cái vụ án giết người thì cái người mà bị bắt đó thì không phải là một người gốc việt mà là một người canada thì ông đó đã khai ra thì trong những ngày tới thì cái ông kia sẽ ra tòa nhưng mà hung thủ chính thì vẫn chưa bị bắt thì một lần nữa cảnh sát nói là nếu quý vị nhìn thấy cái người có cái gương mặt như thế này tên là mai nguyễn hay là nguyễn tấn phương thì quý vị phải gọi cảnh sát chứ đừng tự động mà xuất hiện trước người này bởi vì nguy hiểm xin mời quý vị cùng trở lại với nguyễn trường hoàng ngọc lan sau phần thông tin thương mại